Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn một chút về sâm đông quy. Sau này thì tôi vừa đi đào ở trên nương về và nó còn mới tươi nguyên. Đây, tôi sẽ cho các bạn xem một chút để xem là cái khối lượng của từng củ nó như nào. Đấy. Ví dụ như cái củ sâm này tôi rửa sạch, đấy, để một chút lá thì nó khoảng gần 4 lạng. Rồi, đây là củ nhất này. Đây, tôi tiếp tục, tôi sẽ rửa cái củ này. Đấy, củ này rất chi là đẹp luôn này các bạn này. Đấy, tùy theo yêu cầu của khách hàng, tôi sẽ để lại một chút lá để mà khi vận chuyển đến nơi thì nó vẫn còn tươi cái củ sâm này. Đấy, đây là tôi vừa rửa xong rồi. Bây giờ tôi sẽ ở đây là sâm nó còn khá ướt nhưng mà tôi sẽ cân thử xem. Đấy, củ này nó sẽ rơi vào khoảng khi mà ráo nước nó sẽ khoảng 4 lạng. Rồi tiếp tục, tôi rửa tiếp cái củ này này. Rồi, củ này là củ thứ hai. Đấy, hai củ được 9 lạng. Rồi, đấy, hai củ 9 lạng. Rồi tiếp, củ này củ thứ ba này. Đây các bạn. Đấy, ba củ thì được 1 cân 3 nhé các bạn nhé. Đấy, đây là những cái củ sâm đẹp. Gọi là từ 2 đến 3 củ 1 cân. Vàng, giá của cái loại này thì nó cũng tương đối là đẹp. Đây các bạn. Đây. Những cái củ này thì chúng ta cho vào bình ngâm rượu thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Và nào có nhu cầu về sâm đông quy thì hãy liên hệ cho tôi số điện thoại hoặc là Zalo 0374 988027. Vâng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 2020. Đây, tôi đào xong rửa cái đống này để phục vụ cho anh em. Đây. Để tôi rửa cái đống này để phục vụ cho tất cả anh em. Tôi ship toàn quốc. Đấy, bạn nào có nhu cầu về sâm đông quy thì hãy liên hệ cho tôi. Giá từ 30 ngàn cho đến 80 ngàn. Nó rất là rẻ, rất là hợp lý thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.